Tập 17. Không nghe lệnh của ta, tự rời khỏi Ngao Du rồi gặp nguy hiểm, còn suýt chút nữa đã hại Tử Kiến và Chân Bật rồi. Hiện giờ nhân tâm hoảng loạn, mẫu hậu con cả ngày khóc lóc. Tào Phi, con có biết tội không? Tào Phi biết tội. Đại tướng quân muốn giết muốn phạt. Tào Phi lập tức nghe lệnh. Đại tướng quân cái gì hả? Đây là thái độ của con với phụ thân hay sao? Phụ soái muốn chủ quân lệnh trách hỏi, di thần tất nhiên là lấy quân lệnh thỉnh tội. Con cho rằng vi phụ không dám giết con hay sao? Đúng không? Di thần từ lúc 4 tuổi đã theo phụ mẫu ở trong quân. Phụ soái thưởng phạt phân minh, như thần đều xem trong mắt. Phụ soái sao lại không dám giết con chứ? Cô đứng dậy đi. Tạ ơn phụ soái. Nếu con đã nhận sai thì cam nguyện chịu phạt chứ? Như thần biết tội nhưng không cam lòng chịu phạt. Không cam lòng chịu phạt. Tại sao? Nói. Phụ soái, lòng cha con đều rõ như gương, vì má hồng bắt đầu tất cả. Tình cha dành cho tử hoàng khắc trong tim, nhưng đánh vì nữ nhi tình, giận khó nén. Con khởi binh công nghiệp diệt Viên Thiệu cũng là bởi ái mộ mỹ nhân. Chuyện này không ai không biết. Cùng cha tranh đoạt là chuyện gì chứ? Thiếp thất phụ soái hơn 10 người, hà cớ gì cưới thêm một người? Người con gái Chân Mật con thương, truyền tiếng xấu cha cướp người của con. Con lão gia. Lão gia, Tử Hoàng, con nhận sai với cha con đi. Cha con sẽ không giận nữa đâu. Con mau nhận sai đi con. Lão gia, Tử Hoàng là con trai của ngài đấy. Ngài đừng giận nó được không? Nơi này không có gì của nàng. Đi ra. Thiếp. Người đâu? Có. Giúp tên nghịch tử Tạo Phi này vào đại lao cho ta. Rõ. Không cần. Chuyện này, lão gia, tại sao ngài lại tàn nhẫn như vậy? Tử Hoàng rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì mà ngài trừng phạt nó như vậy? Lão gia, lão gia, phu nhân, người đừng nói thêm nữa mà. Như vậy chỉ khiến đại tướng quân tức giận hơn thôi. Việc quan trọng nhất trước mắt là nghĩ cách nào mới có thể cứu được đại công tử ra.
Sao lại như vậy chứ? Ta chỉ là tới xin lão gia phái nhiều hơn chút binh mã cho Tử Hoàng, lại không ngờ hai cha con đó. Thôi Lệ, con mau đi tìm thuốc phụ của con. Còn cả Trần tiên sinh, bảo họ đến gặp ta, nhanh lên. Lão gia nghe lời họ nhất, mau đi đi. Dân hôm nay thích khách kinh Hồng Giang, chắc lòng nàng cũng đầy sợ hãi. Tử kiến chàng anh dũng xông lên, sao lòng thiếp hoang mang bối rối. Trước mắt rực rỡ một mảng hồng, giống khóe mắt nụ cười người bên ta như lá xanh kề cạnh. Dựa dẫm thấm thiết tình đậm sâu, nhưng qua vô bách nhật hồng, càng sợ mưa gió dập rầu một phen. Phụ tử ba người đều hồ đồ, cùng yêu một cô gái ôi quang đường. Tiểu thư, công tử thật giống nhau, chớp mắt vui vẻ, chớp mắt buồn. Nhân gian ngắn ngủi sẽ mau tận, xin đừng phụ chân tình trước mắt. Đúng vậy, mật tỷ. Lời Tử Yên quả thực có lý, mật tỷ rộng lòng, đừng âu lo. Thời gian thoi đưa thấm thoát trôi, mặc cho lá rụng lìa cành, tử kiến chính trực lại đơn thuần, làm sao biết nổi loạn lòng chân mật. Không sợ Tào Tháo đang ép hôn gần, chỉ lo Tào Phi tình thâm ý trọng. Mật tỷ, gió thu nổi rồi, cẩn thận nhiễm lạnh, ta mau về phòng thôi.
Cái gì? Tưởng Kiến và Vô Ngôn đang nói gì vậy? Vô Ngôn nói đại ca cả lời kiến phụ sói thịnh nộ, giờ đại ca đã bị nhốt vào đại lao rồi. Xin chúa công khai ân thả đại công tử ra. Chúng thần cùng xin chúa công thu hồi mệnh lệnh thả đại công tử ra khỏi ngục giam. Phụ soái, đại ca có sai lầm lớn hơn nữa cũng chỉ là nhi tử của người, xin phụ soái khai ân. Các người đều đứng lên hết đi. Nhưng đứng lên. Tử Văn, có phải là con thích quỳ đúng không? Bốn tướng quân nên đưa cả con vào đại lao để quỳ bên đó đúng không? Nghị sự. Khởi bẩm chúa công, thần phụng lệnh tướng quân đã dùng các vị đại thần thương nghị và đưa ra bản kế hoạch xuất chinh này, xin chúa công xem xét. Tào Hư, thưa chúa công, nếu đã có kế hoạch tác chiến, vậy thì mong chúa công khai ân thả đại công tử ra để ngài ấy có thể lập công chuộc tội. Thôi tiên sinh, cái tên nghịch tử này đại nghịch bất đạo, tiên sinh không cần cầu tình cho nó, cứ để cho nó trong đại lao phản tỉnh đi. Nếu như nó hối cải thì bổn tướng quân tự nhiên thả ra thôi, còn nếu như không, giết không tha. Nhưng thưa chúa công, vị trí chủ soái Hoa Hâm, ngươi cho rằng bổn tướng quân đã già rồi không tự thân xuất chinh được hay sao? Này, lẽ nào chúa công muốn... Được rồi, ngươi muốn nói gì ta biết rồi. Giả hủ giả tiên sinh, có thần, ngươi có ý kiến gì không? Thần cho rằng chúa công thân chinh, tức là chủ soái nhân từ, có thể thu dân tâm, vừa dân ý, là thượng sách à. Nói rất hay, vừa hay đúng tâm ý của bổn tướng quân. Lão tặc, đây là ngươi tự tìm đường chết, thần đúng là trời giúp ta. Tử Văn nghe lệnh. Có di thần, bổn tướng quân muốn xuất chinh, từ hôm nay con trấn thủ nghiệp thành. Nhớ kỹ, phải cẩn thận thận trọng. Di thần tuân mệnh. Chư vị nghe lệnh. Có thần. Phụ thân xin đừng hạ lệnh vội. Di thần tham kiến phụ soái. Tử Kiến, Tử Kiến, sao con không cho phụ soái ra lệnh hả? Không phải là con có chủ ý gì chứ? Phụ soái, nghiệp thành đâu thể không chủ tướng, làm sao có thể rời khỏi phủ? Con và đại ca cùng tiến lên, huynh đệ sát cánh tất thành công. Tử Kiến, con thay phụ soái xuất chinh hay sao? Hay là con muốn mượn cơ hội này thay đại ca con xin thoát thân? Thay đại ca xin tha, con đâu dám. Chỉ mong nắm tay cùng sông pha. Đại ca quy mãnh, con hảo hán, tất thể sớm ngày bình cố an.
Tử Kiến, nếu luận vô công uy mạnh, con không thua Tào Phi. Nếu luận mẫn tiệm văn chương thì con lại thắng. Nếu so làm việc thận trọng, Tào Phi lại ngàn lần không bằng con. Tất cả những mặt ấy con đều có thể độc lập. Vậy hà cớ gì muốn cùng với Tử Quan xuất chinh? Được thưa phụ soái, Tử Kiến nghe lệnh. Có nhi thần. Bổn tướng quân phong con làm chủ soái Bình Định Cố An, phong Dương Tu làm chủ bạ trong quân. Rõ. Tử Kiến, nếu như con thắng, vi phụ sẽ tha cho đại ca của con. Phụ soái, ngài thực sự định giam cầm đại ca lâu như vậy sao? Lâu ư? Nếu như con chơi lâu, vậy thì ta lập tức trừng phạt nó ngay. Dạ không, đừng mà. Phụ soái, nhi thần tuân lệnh. Tử Kiến, 3 ngày sau xuất phát, con mau đi chuẩn bị đi. Rõ. Nhi thần cáo lui. Thần cáo lui. Chú công, một mình Tam công tử đi e là quá hâm. Ta biết ngài sợ Tử Kiến còn nhỏ không đủ làm chủ soái, nhưng mà bổn tướng quân nói cho ngài biết, trong mấy người con trai của ta cũng chỉ có Tử Kiến gánh vác được trọng trách mà thôi. Ngài yên tâm, Tử Kiến chắc chắn sẽ giành được thắng lợi trở về mà thôi. Thần đã rõ. Thôi tiên sinh, có thần, ngài cũng nên chuẩn bị cho kỹ đi. Đợi Tử Kiến thắng lợi trở về thì lão phu sẽ đạp chân cô nương làm tiếp. Cháu ngài Thôi Lệ cũng thành thân cùng với khuyển tử Tử Hoài của ta. Chú công, việc này dân thần tuân mệnh. Từ đây tới Bình Nguyên còn bao nhiêu lâu nữa? Hồi bẩm tướng quân, nơi này còn cách Bình Nguyên hơn 30 dặm nữa. Được, truyền lệnh xuống. Tối hôm nay chúng ta cắm trại ở đây, khi trời sáng ngày mai lập tức nhanh chóng tới Bình Nguyên. Tuân lệnh. Hy vọng lần 3 quân đệ liên thủ này có thể đánh bại Tào quân. Tử Hoàng, Tử Hoàng, mẫu thân Tử Hoàng, con bị thương nặng không? Không nặng à? Lão phu nhân ngày sau lại tới đây chứ? Tử Hoàng, nếu đã biết mẫu thân không nên tới đây thì đã không nên đối nghịch với cha, đến nỗi bị nhốt ở đây chứ. Tử Hoàng, tính cách của con tại sao lại giống cha con như vậy chứ? Con có biết con như thế này là làm khó cho nương không? Ta đã mời 2 vị đại nhân Thôi Diễm và Tình Lâm đi cầu xin cha con rồi, tin rằng họ sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Di thần không mong được tha. Đây, di thần chỉ cầu xin mẫu thân thành toàn cho hôn sự của con và chân mật. Tử Quan, tại sao đệ lại cứng đầu như vậy? Người cha nhìn trúng ai dám nói ra chứ? Đại tỷ, nếu như tỷ bị gả cho một người thì không thích thì tỷ sẽ đồng ý hay sao? Ta
ta không đồng ý thì có thể làm sao chứ? Để vẫn biết lệnh của cha còn nặng hơn thánh chỉ nữa mà. Không, mẫu thân, cả đời này con chỉ yêu có một mình chân mật mà thôi. Người chân mật yêu cũng là con. Con nói chân cô nương thích con là thật sao? Là thật à? Xin mẫu thân hãy tác thành hôn sự của con và chân mật. Được, nếu như chân cô nương thật lòng thích con, vậy thì dù nương có liều mạng cũng sẽ nghĩ cách cho con mà. Đa tạ mẫu thân. Họ đứng lên đi. Đứng lên. Thôi cô nương. Đại công tử, đây là thức ăn do phu nhân chuẩn bị, nhưng lúc còn nóng ngài dùng đi. Đa tạ thôi cô nương. Công tử không cần khách khí. Mẫu thân, đây không phải nơi người ở, người mau về sớm đi. Được rồi, chuyện của con đương sẽ trở về thu xếp, con cứ yên tâm. Nhưng con cũng phải sửa tính đi. Vậy nương đi trước nha. Thôi cô nương, công tử có gì phân phó à? Thôi cô nương, tử hoàng có chuyện muốn nhờ cô. Mời công tử nói. Xin thôi cô nương hẹn chân mật giùm ta. Việc này theo như ta thấy, có vẻ như tam công tử cũng thích chân cô nương. Ta cũng nên dò xét tâm ý của chân tỷ tỷ một chút mới được. Cô nương, có biện pháp gì chứ? Công tử yên tâm, làm phiền thôi cô nương. Tiểu thư, đại công tử bị giam thì có liên quan gì tới người chứ? Người sao phải tự mình phiền muộn? Từ lần trước bị đánh tới nay, ngài vẫn luôn đối nghịch với phụ thân. Nếu như không phải vì ta, sao ngài phải tới mức đó chứ? Tiểu thư, nỗi buồn phiền luôn luôn không ngừng, lệ tràn mi mãi mãi không khô. Xin người nghĩ vì mình nhiều hơn, sớm ngày cùng công tử thành đôi. Tử Kiến dù sao cũng là con trai của Tào Tháo, làm sao có thể trái lệnh cha đây? Lòng chân mật đã có quyết định giữ gìn trinh tiết, không tham sống. Tỷ tỷ à, sao tỷ đẫm mi? Có chuyện gì phiền lòng tỷ sao? Vì đại công tử rơi cảnh lao tù nên tiểu thư mới xót xa lòng. Tỷ nghe tin lòng nặng trĩu ngàn cân, chắc cũng không có ý với Tử Kiến. Công tử nằm trong đại lao thao thức, tâm tâm niệm niệm nhớ tỷ một người.
lòng ta hoang mang thật hoảng sợ. Tử Hoàng lại nhớ thương ta. Trời cao lại gây thêm quan trái. Càng nghĩ lại càng thêm đau lòng. Trân tỷ tỷ, tỷ đừng quá thương tâm. Sáng sớm mai tới thăm đại công tử, đó không chừng tướng quân sẽ thả ngài ra. Ta không thể đi được. Tại sao vậy? Bởi vì tiểu thư nhà ta không. Mật tỷ, ta đến nói với tỷ. Tam công tử, ta tới nói là đại ca không sao rồi. Ta phụng lệnh phụ soái xuất chinh công thành Cố An. Tào Tháo thực ứng là giang hùng, đúng thật không có cách nào suy đoán ý định trong lòng của hắn. Hắn không đích thân xuất chinh là do Tào Thực chủ soái của phó phòng. Hắn sủng ái Tam công tử này nhất, mà Tào Thực cũng thông minh tài giỏi. Nếu lần này có thể tiêu diệt Tào Thực thì cũng là đã kích nặng đề với Tào Tháo. Trong ba người con trai, Tào Chương là lỗ mãng nhất, cũng không có tâm cơ, không suy xét kỹ gì hết. Tào Thực mà chết, chỉ cần nghĩ cách khiến Tào Phi chết thì Tào Tháo liền mất đi hai cánh tay, mất hai đứa con trai. Tức thì kế hoạch phục thành sẽ thành công thôi. Nhưng làm cách nào mới diệt trừ Tào Phi đây? Có khách rồi. Dùng độc khiến hắn chết trong ngục đi. Đại ca thấy thế nào? Không đáng tin. Trần Lâm vì tính mạng bản thân giết Trương Bưu, đầu hàng Tào Tháo. Việc này ai ai cũng biết. Làm sao ông ta có thể quay đầu theo giặc, tìm cơ hội phục thành được? Nhưng ngày hôm đó, để thăm gặp Tào Phủ, định hành thích Tào Tháo và Trần Lâm, để nhìn ra Trần Lâm có ý giúp ta thoát hiểm. Hơn nữa, Chân Nhi cũng đã nói, Trần Lâm có ý vào Tào Phủ, cốt là để nội ứng ngoại hợp, tiến đánh Hiệp Thành. Không phải đệ đã nói Chân Nhi ngã về phía Tào Tháo rồi hay sao? Lòng không ở bên đệ nữa mà. Lời của ả sao có thể tin được? Cũng có thể. Bấm gì vị công tử, thuộc hạ vào Tàu Phủ hành thích không bằng bị phát hiện, cũng là nhờ Trần tiên sinh giúp thần thoát ra. Trước khi thần vào phủ chúng, Trần tiên sinh đã được bức thư giết từ trước,
cho gián điệp chúng ta cài vào để truyền tin. Trần tiên sinh biết ta cài người vào hay sao? Trần tiên sinh không chỉ không biết mà vẫn luôn yểm hộ cho hắn. Nếu không với tính Tào Tháo, làm sao mà không tra ra được? Hơn nữa, đường ngầm trong Diệp Thành cũng chưa bị Tào Tặc phát hiện ra. Đại ca, ta thấy chuyện này là thật đấy. Chuyện này... Đại ca, ta không quan tâm huynh tranh giành với tam đệ như thế nào, nhưng bây giờ ba huynh đệ của ta đều nhất định phải đồng tâm nhất trí. Huynh nhìn ba người con trai của Tào Tháo đi, ai ai cũng anh dũng thiện chiến, đồng tâm hiệp lực, giờ mới có thể tạo nên thế lực ngày hôm nay. Các người thấy thế nào chứ? Chúng thần cho rằng Thời Nhị công tử nói rất có lý. Nếu như có thể nhân cơ hội này đánh bại Tào Quân, giết chết con trai của Tào Tặc, thì chắc chắn sẽ dẹp được quy luật của Tào Tháo. Đến các ngươi cũng cho rằng ta nên xuất binh giúp Diên Thượng hay sao? Dân dân dân, tên tiểu tử Diên Thượng này thật tốt số quá đi. Đại ca, quý thực sự đồng ý xuất binh hay sao? Vị đệ, tuy ta đã đồng ý xuất binh, nhưng ta không đồng ý đi Cố An. Để hãy dẫn 2 vạn binh mã đi trước mai phục đi. Cái gì? Cái gì chỉ 2 vạn thôi hay sao? Đại ca, Tào Quân có tầm 3 đến 5 vạn binh mã, 2 vạn vẫn là không đủ đâu. Tổng cộng ta chỉ có mấy vạn binh mã để dẫn đi một nửa. Nếu lỡ như Tào Quân chuyển sang đánh Bình Dương thì ta phải làm sao? Đúng vậy, vậy thì phải làm sao chứ? Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Còn nữa, nếu đệ đã cứu được Diên Thượng thì bắt buộc phải khiến hắn quy thuận ta, nghe lệnh của ta. Binh lực chúng ta hợp lại thì mới có thể mạnh mẽ được. Nhớ kỹ, nhất định phải nói rõ với Diên Thượng tôn ta làm đại tướng quân. Rõ. Cứ như vậy, Bình Dương, Cố An đều sẽ rơi vào tay của ta. Tới lúc đó tấn công Diệp Thành, cha con Tào Tháo không phải là trước sau đều có địch hay sao? Rất nhanh thôi, Diệp Thành sẽ trở lại tay của Diên Đàm ta rồi. Đại công tử anh minh. Đa tạ mẫu thân đã vì nhi tử thiết yến. Tử Kiến, đến con cũng muốn làm mẫu thân lo lắng hay sao? Ta thật sự thất vọng đó. Nương, mẫu thân, lần này tam đệ xuất chinh, người nên tự hào mới đúng chứ. Chứ sao người lại thất vọng như vậy? Mau khuyên mẫu thân đi. Đúng vậy mẫu thân, con theo phụ soái ở quân doanh, thật tự tin sách lược công thành. Mẫu thân sao phải lo lắng nhiều? Chắc chắn Cố An sẽ bình định. Được rồi, Lương biết. Nhưng mà Tử Kiến à, tuy con theo cha trong quân trướng, nhưng chưa từng mang quân chiến xa trường. Đơn thương độc mã xông thẳng lên, dì nương sao yên tâm không lo? Nương, người yên tâm đi mà. Còn đây thống lĩnh 5 vạn quân, còn có Vô Ngôn và Dương Tu, chắc chắn rằng chưa đầy 1 tháng sẽ gửi về nhà tin chiến thắng. Tự kiến của chúng ta thật đúng là đứa con hiếu thuận mà. Đúng, ta biết rồi. Nếu Tự Kiến đã có lòng tin, vì nương chỉ có thể tạm dằn lòng. Thôi, lễ thay ta kính chén rượu,
chúc con ta sớm gửi tin vui. Tam công tử, Thôi Lệ phụng lệnh phu nhân kính rượu công tử. Không dám, Thôi cô nương. Được rồi, sao cứ Thôi cô nương Tam công tử vậy? Như vậy xa lạ lắm. Tử Kiến, sau này con gọi cô ấy là Thôi Lệ hay là Thôi Muội đi? Thôi cô nương, sau này cô gọi nó là Tử Kiến là được rồi. Vâng, Di thần tuân mệnh. Mẫu thân, người nhìn kia, ly rượu nhạt này kính Tử Kiến. Hai tay dâng đến trước mặt ngài, cẩn thận thận trọng đi chiến đấu, sớm ngày khải hoàn trở về nhà. Vậy ta trước chạc vi kính. Đúng, Tử Kiến đã uống ly rượu này, mong nàng giải muộn sầu mẫu thân. E Lệ đưa tay nâng chén rượu, tình ý vô hạn giữ trong lòng. Cứ nói đi nói lại, kính tới kính lui, một người chúc lên đường bình an, một người nhờ chăm sóc mẫu thân. Vậy không phải người làm tỉ tỉ ta đây vô ích rồi hay sao? Vậy là ta không vui đâu nha. Xin lỗi đại tỷ, Tử Kiến kính tỉ một ly. Kính ta một ly, ta không thèm đâu. Ta muốn đệ tự phạt ba ly cơ. Dân dân dân, đệ tự phạt ba ly. Tam đệ, tỷ tỷ chỉ nói đùa thôi mà, sao đệ tin thật vậy? Ta làm sao đỡ để cho đệ tự phạt ba ly được chứ? Được rồi, đừng có trêu tam đệ của con nữa mà. Đệ còn uống thật đấy hay sao? Phụ soái, cha, miễn lễ đi. Mọi người tập trung ở đây tổ chức tiệc náo nhiệt thật đấy. Phu nhân, sao lại không gọi vi phu vậy? Mẫu thân chuẩn bị yến tiệc cho Di thần. Di thần còn đang nghe người dặn dò đi. Vậy sao? Phu nhân, mẫu thân, phụ thân đang gọi người à? Quế Quang còn một ngày chưa được thả ra, ta sẽ không nhìn ngài đâu, không nói chuyện với ngài nữa. Thanh Nhi, chúng ta đi. Dân. Con nhìn mẫu thân của con đi, tính khí bảy cũng không nhỏ đâu. Phụ soái, mẫu thân lo lắng cho đại ca cũng là chuyện thường tình, chẳng bằng phụ soái ánh mắt phụ nhân. Không nói nữa. Tử Kiến, cậu thấy Thôi Lệ thế nào chứ? Cô ấy là một người con gái tú lệ dịu dàng. Vậy con thấy cô ấy có phù hợp với đại ca Tử Hoàng của con hay không? Đại ca anh hùng, Thôi Lệ mỹ nhân, tất nhiên là duyên trời định rồi. Được, đợi vi phu bình định tấn trung, diệt được Diên thị, ta muốn để cho Tử Hoàng và Thôi Lệ thành thân. Sau đó vi phụ
cũng nên tổ chức hôn sự cho con rồi. Phụ soái, Nhi thần vẫn còn trẻ, không vội đâu. Sao lại không vội chứ? Nhị ca vẫn còn đợi uống rượu mừng của tam đệ đấy. Nhị ca lại nói đùa Tử Kiến nữa rồi. Đáng lẽ nên là Tử Kiến ngóng chờ rượu mừng của nhị ca và Tôn Công Đương mới đúng chứ. Để lại kê cười nhị ca rồi. Được rồi, không nói chuyện ấy nữa. Tử Kiến, chuyện xuất binh đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Hồi phụ soái đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Tốt. Tử Kiến, lần này xuất binh, vi phụ rất có tin tưởng ở con. Thế này đi, nếu con đã chuẩn bị ổn thỏa thì sớm mai xuất binh đi. Sáng sớm ngày mai ạ?